Vâng, người thứ ba chúng tôi xin được giới thiệu là ông Nguyễn Thế Việt thuộc tập thể chiến sĩ Tây Nam Hoa Kỳ. Xin mời ông. Kính thưa quý vị trong lãnh đạo của hội đồng liên tôn, kính thưa quý bậc trưởng thượng, kính thưa tất cả quý vị quan khách, tôi hỏi anh Nguyễn Phục Hưng, anh nói là ngày hôm nay là tôi đi vào một cái vấn đề chính là nêu câu hỏi với bà Bích Ti và nêu câu hỏi với ban bầu cử. Nếu như vậy thì xin lỗi. Đó là cái điều mà tôi muốn anh xác nhận. Vấn đề mà anh nói là ngày hôm nay á, nếu mà nói về vấn đề mà có tội hay không có tội thì ai xác minh được với vấn đề cái người đó có tội hay không có tội ngày hôm nay? Đó là cái câu hỏi của tôi đối với tất cả quý vị ở đây và tất cả trong cái ban đa ba cầu thủ. Ở đây là một cái xứ sở Hoa Kỳ, Freedom Speech. Chúng ta được quyền nói và chúng ta được quyền phát biểu ý kiến. Tôi đồng ý ngày hôm nay không phải là ngày luận tội. Xin lỗi quý vị ở đây, ngày hôm nay không phải là ngày luận tội. Ngày hôm nay là ngày chúng ta đến đây để chúng ta nói lên tinh thần đoàn kết dân tộc. Thưa anh Thủ tướng, thưa tất cả quý vị, ở trong cái bản điều lệ của ban tổ chức bầu cử có nói là như thế này: chúng ta nên tránh sự khai thác mâu thuẫn, điều nhất, và điều thứ hai tạo ra một không khí tình cảm anh em một nhà. Đó. Điều thứ bốn nữa là tạo ra một sự trong sáng và công minh. Đó là ba điều của ban bầu cử nói vừa nãy và tôi đã ghi nhận ở đây. Thì ngày hôm nay tôi muốn tất cả quý vị hãy nhìn lên cái sân khấu của bức màn nhung. Quý vị nhìn thấy bức màn nhung có đẹp không? Không. Đẹp. Không. Nhưng mà sau bức màn nhung đó, nó là như thế nào? À, anh đã thay không rồi. Dạ vâng, chúng tôi được trả lời cái vấn đề này bởi vì nó sai sự thật. Tôi có bản điều lệ tổ chức bầu cử trong tay và quý vị cũng có thể lên trang nhà là cộng đồng Nam Cali để mà coi về cái bản điều lệ này, bởi vì hai điều mà ông đưa ra không có ở trong cái bản điều lệ mà tôi đưa ra. Tôi ghi nó ở đây. À, xin quý vị ở dưới giữ im lặng và chúng ta nghe cái phần hỏi và trả lời. Và cũng như tôi muốn lặp lại một lần nữa là chúng ta đặt câu hỏi, nhớ là đừng hỏi tôi. Nhớ là ngày hôm nay cái nhiệm vụ của chúng tôi, dù cá nhân chúng tôi là đại diện một đoàn thể, nhưng mà chúng tôi cố gắng đứng ở cái vị trí là hoàn toàn độc lập. Chúng tôi chỉ đến đây triệu tập làm cái phương tiện cho quý vị trình bày ý kiến, và cái quyết định sau cùng là cái ý kiến của những người đại diện đoàn thể ngay đây. Và xin chị tiếp tục mời người khác. Người tiếp theo chúng tôi xin mời đó là ông Phan Văn, đại diện của cộng đồng Riverside, xin mời ông. Tiếp theo ông Phan Văn là ông Phan Kỳ Nhơn. Kính thưa quý vị hội đồng cộng liên tôn, kính thưa đại hội, chúng tôi sẽ trình bày những nguyên tắc căn bản. Thưa quý vị, trong nền sinh hoạt chính trị dân chủ, ai có quyền phủ quyết cái quyền bầu cử của cử tri? Đương nhiên hôm nay, chúng ta có thảo luận. Xin ông Văn đặt câu hỏi, xin đừng không được đâu. Ông đặt câu hỏi.
là ông Phan Kỳ Nhân, đại diện cho dân xã đảo. Xin mời ông. Kính thưa Tổng Thống, kính thưa toàn thể quý vị, câu hỏi tôi rất ngắn gọn qua sự trình bày của quý ban tổ chức bầu cử. Tôi có câu hỏi là tiếp đi, có hoặc không? Đây là cái việc là quý ban tổ chức bầu cử có là du quan không? Tôi chỉ cần hỏi tiếp đi đã là có hoặc không thôi. Đúng rồi. Quý vị có nghe không? Nghe. Qua sự trình bày của ủy ban tổ chức bầu cử, tôi xin hỏi bà Vĩnh Tý, sự việc đó có hay không? À, xin im lặng dùm, cảm ơn. Thưa ông Phan Kỳ Nhân, ông hỏi là cái sự việc nào vụ ăn cái gì tôi chưa hiểu câu hỏi không? Thưa cô Vĩnh Tý, là cái sự việc mà anh Trí vừa trình bày trong 20 phút vừa rồi, cái sự việc đó cô đã nghe rõ sự việc đó gì? Dạ, cảm ơn ông Phan Kỳ Nhân đã hỏi câu hỏi này. Tôi thấy là từ trước đến giờ đó, vì ban tổ chức bầu cử đã dùng những phương tiện truyền thông sẵn có của đài VEN TV mà đánh phá chúng tôi trên đó rất là nhiều. Thì kính thưa quý vị, chúng tôi nói rằng xin quý vị giữ im lặng nhiều. Tôi nghĩ rằng ủy ban tổ chức bầu cử của anh Nguyễn Mạnh Chí đã tôi phủ nhận những cái gì mà anh đã nói từ trước đến giờ. Xin cảm ơn quý vị. Và xin mời. Chúng tôi xin mời ông Trần Văn Thắng ở hội Đền Hùng Hải Ngoại. Xin mời ông. Bạn Phú Chi tổng cộng 2 phút. Câu hỏi, 2 câu hỏi ngắn thôi. Hai bên luôn. Câu hỏi thứ nhất, xin cho ban bầu cử, khi xếp tên bầu cử ứng cử viên bà Đào Bích Ti, bà có khai tên thật là Đào Thị Lộc không? Đó là câu cho ban bầu cử. Câu hỏi thứ hai cho bà Đào Bích Ti, thời gian qua xuất hiện trên công chúng bà chỉ dùng tên là Bích Ti, nhưng trong danh sách giới thiệu ứng cử viên có thêm họ Đào là Đào Bích Ti. Với động cơ gì, tại sao không ghi tên thật là Đào Thị Lộc? Nếu đã cử, trách nhiệm về pháp luật thế nào? Bích Ti là biệt danh của bà hay của chị bà làm sứ ngôn viên đài phát thanh Quảng Ngãi trước năm 75? Sự thật là như thế nào? Xin bà cho biết. Xin cảm ơn quý vị. Kính thưa quý vị, câu hỏi có hai phần. Phần thứ nhất là hỏi ban tổ chức, và thứ hai là bà Đào Bích Ti. Xin kính mời bà Đào Bích Ti trả lời. Ban tổ chức. Thưa ban trên thương, vì cái câu hỏi liên quan đến về pháp lý thì tôi sẽ thay mặt cho ban tổ chức.